ta sẽ đến một phần rất là thú vị dành cho chị Thu Phương, đó là hỏi nhanh đáp gọn. Ở đây có những câu hỏi mà các quý vị khán giả đã có khi nhiều khi hớ lắm, hỏi nhanh đáp gọn mà. Đấy, đó chính là cái sự thú vị của nhớ nhà nhanh với gọn chứ không phải hỏi xoáy đáp xoay nha. Kiểu tóc nào khiến chị tự tin nhất? Ngắn. Tính xấu của chị là gì? Cứng đầu. Quá cứng đầu. Chị thích nhất con vật nào? Không thích con nào cả. Con khỉ. Có được không? Không thích có được không? Hay là con bắt buộc phải thích? Đang ngồi kế. Tức là chị không có một niềm yêu thích nào đối với các loài động vật? Dạ không ạ. Món ăn chị thích nhất ở Hải Phòng là món nào? Bánh đa cua. Thế món ăn thích nhì ạ? Và bánh mì. Chị thường làm gì trước khi đi ngủ? Nghe nhạc. Nếu không làm ca sĩ thì chị sẽ làm gì? Cô giáo. Tại sao là cô giáo? Phương thích dạy học. Dạ không. Thích dạy học và thích rất là yêu trẻ nhỏ. Câu nói nào của các con khiến chị nhớ mãi? Em yêu mẹ nhất trên đời. Chị thấy anh Dũng Taylor đẹp nhất khi mặc đồ gì? Cười. Tại sao đổ nhẹ? Cái này là nó đọc nhanh mà tại sao lại nhỉ? Thì đó, câu trả lời của em là cười ạ. Không. Anh còn nhớ lúc đầu anh mới quen với chị thì chị hay đi mua đồ cho anh. Đó là những bộ đồ mà chị nghĩ là anh bận đẹp nhất. Nhưng mà sau này thì chị biết rồi là đừng bao giờ người phụ nữ nên đi mua đồ cho người đàn ông. Chúng anh bận đồ là những theo nhu cầu cần. Rồi, ok, bây giờ xin được trả lời. Cái trang phục mà Phương thích anh Dũng mặc nhất đó chính là quần tây và áo sơ mi. Vâng ạ, rất là cảm ơn chị. Nhưng anh không bao giờ mặc được rồi. tức là sao ạ? Tức là bởi vì mặc áo sơ mi là phải có bụng nhỏ, người phải form đẹp mới mặc áo được sơ mi, và anh Dũng hiện giờ chưa có đạt được tiêu chuẩn đấy. Dạ. Tức là đây chỉ là một hình ảnh trong quá khứ thôi đúng không ạ? Hay là một hình ảnh quá khứ chưa chuẩn. Quá khứ vẫn chưa được chuẩn và có thể là một hình ảnh trong tương lai hy vọng là sẽ được. Lâu lắm không rồi, nếu mà không? Anh nhớ không làm thì lúc mà anh mới biết Phương á thì Phương không nghĩ anh là một người tổ chức biểu diễn bầu show. Tại luôn luôn anh bận quần áo vest, anh lúc đó là ngày chính của anh là kỹ sư, cuối tuần thì anh mới làm show. Thì khi mà lần đầu tiên anh gặp Phương, Phương nói là quả này, cái từ mà anh nhớ là nó thế là bây giờ quả này. Đang là phần của em mà, hỏi gì đang gọn. Quay trở lại thì anh cho thấy là tại sao vẫn chưa có lý tưởng là vậy, là chị vẫn muốn đây anh không phải đồ vest mà quần tay áo sơ mi nhiều hơn, hoặc là bận những bộ đồ linen. Mình thích hình ảnh của một người đàn ông lịch lãm. Đó. Xoái ca này nó vậy đấy. Và em nghĩ là anh Dũng Taylor có thể chia sẻ thêm một chút, bởi vì câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng trong phần hỏi nhanh đáp gọn. Thế giờ hết rồi à? Đúng rồi. Ôi trời đất ơi, mình vẫn lại còn hy vọng thêm nữa. Thế chứ. Anh Dũng có thể chia sẻ thêm về cái không thì luôn luôn là vậy. Chị Phương thì chỉ có một cái hình ảnh chị cho rằng người đàn ông phải có hai thế cực, một là lịch lãm, hai là bụi phong trần. Còn những gì chính giữa thì chị không thích. Cho nên thành ra chị cứ nói với anh là nếu anh không vẽ tròn, vẽ vuông được, anh vẽ méo cho em cho nó lạ chút, cho ấn tượng, cho nó ấn tượng. Thì bây giờ là chị đang muốn hướng anh về trường phái ấn tượng nhiều hơn là thực ra thì Phương nghĩ rằng là con người á, con người ta sẽ luôn luôn hấp dẫn bởi những cái bí mật. Phương thích những người đàn ông có nhiều bí mật. Và nó sẽ hấp dẫn mình bởi vì là nó không phải là cái vẻ bên ngoài. Mình nói là mình thích một người đàn ông lịch lãm thì đấy chỉ là con mắt mình thấy thôi. Chứ còn thật sự Phương đàn ông hấp dẫn Phương bởi vì cái sự dí dỏm. Phương thích những người kể chuyện hài hước. Phương thích những người mà mình phải khám phá họ rất nhiều điều. Và có một cái điều nữa đó chính là con người sẽ luôn luôn có một cái mục đích để hướng tới. Và càng cuộc sống chưa hoàn thiện thì chúng ta sẽ càng phải nỗ lực phấn đấu. Như Phương và anh Dũng thì còn phải có một cái điểm đến cuối cùng là hai người sẽ trở thành vợ chồng, kết hôn để khai thế. Rồi dưới là mắt của luật pháp. Chứ bây giờ dưới mắt mọi người và dưới mắt bố mẹ mình là vợ chồng và con cái. Không, mình vẫn không được gọi là vợ chồng. Mình chỉ được gọi là ok là có một gia đình. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa phải là vợ chồng. Chúng ta là hai người yêu nhau thôi. Rồi okay. Anh vậy thì anh báo cho em một cái tin buồn nữa. Ở Mỹ luật pháp khi mà em ở chung với nhau 2 năm và có con, có nghĩa là em đã có bổn phận và trách nhiệm của vợ chồng. Giống như vợ chồng. Dù cho chưa có giấy hôn thú vẫn là trách nhiệm vợ chồng. Tài sản phải chia đôi đúng không? Khi mà có vấn đề. Anh không muốn nói tới đề tài. Vì thế cho nên tuy nhiên, nhưng mà ít nhất người ta cũng không bao giờ gọi là mình là vợ chồng. Đấy, và càng còn nhiều những cái mâu thuẫn chúng ta còn phải căn chỉnh và hoàn thiện bản thân. Đó, Phương và anh Dũng mâu thuẫn rất nhiều. Bởi vì thứ nhất hai người văn hóa khác biệt, sống từ hai môi trường đến gặp nhau nó quá nhiều phức tạp. Rồi đời sống hôn nhân cũng có nhiều những cái cần phải có thể căn chỉnh. Thế vì thế cho nên cuộc sống mỗi ngày cần hoàn thiện. Và Phương có hai điều mà Phương sẽ chỉ cảm thấy mình hạnh phúc và bình yên
tuyệt vời nhất, đó chính là anh Dũng. Anh ấy sẽ là một người đàn ông lịch lãm, mặc quần tây, áo sơ mi, với số đo với cân nặng là ví dụ 70 không? Nếu là đàn ông lịch lãm bao nhiêu? Hồi lúc anh gặp 85 cân. Thì có nghĩa là anh 70 là em ok rồi đó. Và thứ hai nữa là anh có thể trắng hơn một chút, đấy thì là em rất ok. Những nhiệm vụ bất khả thi không ạ? Thì ít nhất là con người ta phải có mục tiêu đúng không, phấn đấu thì anh cứ phấn đấu đi. Anh tắm trắng ngọc trinh hay gì đấy em không biết. Anh bây giờ đơn giản thôi, người ta nói khi mình đòi hỏi mà mình muốn bên kia thay đổi thì ngược lại họ cũng muốn mình thay đổi, có nghĩa là mình không chấp nhận cái sự khác biệt của nhau. Cho nên thành ra anh không bao giờ đòi hỏi cái thay đổi gì của người em không bao giờ đòi hỏi anh thay đổi, để em đấy là chỉ là ước mơ của em. Và khi ước mơ mà chưa được thực hiện thì mình sẽ luôn luôn khao khát, và vì thế cho nên là con người sẽ không bao giờ sung sướng. Anh nói là không sung sướng, hay là khổ là ăn thua mình hết. Dạ. Là vấn đề là mình cứ cầu toàn và mình không bao giờ thỏa mãn với những gì mình có, là không bao giờ mình sung sướng được. Khi không chưa sung sướng được và chưa cầu toàn, chưa thỏa mãn thì lúc hát rất hay. Lý do tại sao hát còn hay đến như thế, và anh cứ yên tâm tự đi. Khen mình luôn. anh cứ yên tâm đi, anh luôn luôn hỏi em là bao giờ thì em hết xúc động, bao giờ thì em hết ở trên sân khấu mà em luôn luôn cảm xúc như vậy. Chừng nào thì mà em hết biển sâu sóng trào hả? Em nghĩ rằng là không, sẽ không bao giờ, và cái điều đó em chưa biết được. Chỉ có điều là mình có rất nhiều ước mơ và mình có rất nhiều điều khao khát. Chẳng hạn như là Phương muốn đến một cái địa điểm nào đó, một cái danh lam thắng cảnh nào đấy thì mình ước mơ một cách kinh khủng, nhưng mình tới nơi rồi thì hoàn toàn nó không giống như mình nghĩ. Thế là hỡi ơi chưa? Thế là mất hay đúng không? Thành ra là kể cả có những điểm chúng ta không đến luôn. Thì cái này là khác biệt. Ai luôn luôn mọi người nói anh là anh đồng hóa chị Phương hay chị Phương đồng hóa anh. Anh nghĩ là anh bị chị Phương ảnh hưởng nhiều hơn. Anh là cái người trắng đen rõ ràng. Cái gốc của anh là một người kỹ sư. Em muốn làm cái gì em phải chứng minh cho anh thấy 1+1 đối với anh là 2. Nó chỉ đấy, có trắng đen, nó không có xám. Nhưng mà thế giới của chị Phương là nó màu xám. Chứ nó không có trắng đen đối với chị Phương. Cho nên thành là anh và chị Phương luôn luôn phải cân đối. Có nghĩa là em có một cái thế giới gọi là cảm nhận. Đúng vậy. Đấy, phải cảm nhận. Đấy, còn anh là anh không cần cảm nhận đúng không ạ? Anh không phải không cảm nhận. Nó rất mông lung. Cứ đem những cái cảm nhận vô trong đời sống thì mình có. Nó không thực tế. Người Mỹ của anh thì nó rất là thực tế. Nó nói là what have you done for me lately? Yeah. Bạn đã làm gì được gần nhất? Đừng nói là không, tôi đã từng cái này, tôi đã từng cái kia. Vâng, thì ít nhất là em cái khoảng khách mà cảm nhận và mong manh và mông lung ấy nó cũng chỉ có 5 phút thôi, may quá đúng không ạ? Đấy, còn lại nó không có 20 mấy tiếng đồng hồ còn lại. Mỗi ngày dành ra 5 em chỉ phút. Xin 5 phút mông lung. Chứ em không còn có cái hiện tại đòi nhau là cho nhau một ngày thôi đâu, em chỉ cần xin có 5 phút thôi. Và cái 5 phút ấy là mình đời sống khác. Phương là một người hoàn toàn khác. Anh ấy ngồi dưới mà anh còn bảo chứ có phải vợ tôi đây không? Có phải bạn gái tôi đây không? Không bao giờ anh tìm thấy được một cái điều gì và anh khám phá một điều gì ở cái 5 phút ấy, và không bao giờ, và vĩnh viễn sẽ là như thế. Không thì anh luôn và em yêu anh vì điều đấy. Để nói điều này. Thường thường chị Phương đi lưu diễn, anh ở bên cạnh chị Phương thì khán giả hay nói là xin phép anh chụp hình, xin phép này kia, nói là Phương khi ra ngoài công chúng là Phương của công chúng, không có của anh. Cho nên không cần phải xin phép gì cả. Cổ là người đang phục vụ cho công chúng, cổ là người của công chúng. Khi chị Phương về nhà thì chị Phương là vợ, là mẹ. Nhưng mà chị Phương ra ngoài, khi chị Phương đi ở ngoài công chúng, đi diễn đạt, đi trình diễn là chị Phương là người nghệ sĩ, người ca sĩ. Cho nên không cần phải xin phép, không cần gì cả. Anh luôn luôn rút về hậu trường và đóng cái vai trò yểm trợ chị. Vì anh biết hiện giờ chị đang là người của công chúng. Cho nên luôn luôn khi em xuất hiện sân khấu, anh chưa bao giờ nhìn em với tính cách là người này là vợ hay bạn gái gì. Bạn nói đây là đóa hoa của chúng. Em tưởng câu trả lời của anh là khi em xuất hiện ở sân khấu, em có bao giờ thấy anh lên sân khấu cùng em đâu. Đấy, em lại tưởng sẽ trả lời như vậy. Còn anh sẽ ở bên dưới là đúng rồi. Tất nhiên là anh sẽ không thể rồi. Nhưng mà dù sao em mới nói đó, là cái hạnh phúc của Phương đó chính là Phương có một cái khoảng không gian của riêng mình, và ở đó là những bài hát, ở đó là những cái nhân vật, mà ở đó là cái lúc mà mình được giải tỏa hết tất cả những gì khó khăn nhất trong tâm hồn, thì lúc ấy là lúc của riêng mình, và lúc đấy là cái lúc mà sẽ vĩnh viễn. Lý do tại sao mà Phương nghĩ rằng là mình có thể hát chưa tốt, hay là mình có thể có nhiều điều chưa hoàn thiện, nhưng mà ít nhất những cái cảm xúc trọn vẹn mà Phương dành cho những cái tác phẩm hay dành cho khán giả của mình, thì đó là sự tôn trọng tuyệt đối của mình đối với điều ấy. Rất là cảm ơn chị Thu Phương cũng như là anh Dũng Taylor hôm nay đã dành thời gian quý báu của mình đến để giao lưu với chương trình. Và thay mặt chương trình thì cũng xin được chúc anh chị nhiều sức khỏe, cũng như là nhiều thành công hơn. Và trước khi chia tay với các khán giả thì chị Thu Phương cũng như là anh Dũng có điều gì muốn gửi tới khán giả cũng như là thay cho lời chào không ạ? Phương, có thể nói là Phương cảm ơn rất nhiều
cái mối duyên của ngày hôm nay để Phương có cơ hội ngồi đây chuyện trò với tất cả mọi người. Thông qua đó, không những những câu chuyện đời sống của Phương được chia sẻ, mà Phương nghĩ rằng là những cái dự án âm nhạc của mình, và đặc biệt năm nay là một cái năm rất là quan trọng, là kỷ niệm 30 năm ca hát của Phương, thì đó chính là những cái điều mà mình nghĩ rằng khi khán giả còn dành tình yêu thương cho mình thì mình cũng như mình còn quá nhiều điều cần phải làm. Thì hy vọng rằng tất cả những điều ấy đó là chính là những cái xúc tác tốt nhất cho Phương và cảm xúc cho Phương để làm tất cả những điều ấy. Và xin cảm ơn khán giả yêu thương đã rất nhiều năm, gần 30 năm nay rồi, những người đi cùng đồng hành với Phương và những người còn rất mới yêu Phương từ những ngày qua thôi. Và cuối cùng thì chỉ cần ta dành cho nhau những chân thành, đúng không ạ, thì tất cả mọi thứ cũng sẽ, mọi khó khăn sẽ chỉ là thử thách, và cuối cùng là trái tim ta sẽ thuộc về nhau. Phương nghĩ là như thế, có thể là một cái lời bài hát rất hay thôi, nhưng đó sẽ là những gì mà Phương nghĩ mình luôn luôn muốn dành cái sự trân trọng và yêu thương cho khán giả của mình. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Đối với anh Dũng thì là một lần nữa anh xin cảm ơn độc giả và cảm ơn em đẹp. Nhờ cái cơ hội này anh có thêm cái thời gian để tiếp cận với lại mọi người, để hiểu thêm về con người. Anh nghĩ là cái hạnh phúc nhất của con người là được chia sẻ, nhất là những người có tâm. Và khi một người làm bố thì chúng ta càng muốn phấn đấu để sống tốt hơn mỗi ngày. Và cái đó là cái mục tiêu sống của anh, là không phải là để làm hài lòng ai hay là để làm gương cho ai, mà chính những đứa con của mình. Và đây là những người mà họ tiếp cận, họ biết mình nhiều nhất. Cho nên thành ra có nói thánh, nói tướng làm gì đi nữa, ở ngoài đường, ở ngoài trời đời, nhưng mà đối với người bạn đồng hành và những đứa con mình, ở trong mắt của họ, mình không là gì, mình không có như cái sự khủng khiếp. Thì đó là cái mục tiêu đời sống mình đã thất bại. Cho nên thành ra một lần nữa Dũng luôn sống với cái tiêu chí như thế. Và hy vọng là trong tương lai Dũng sẽ còn nhiều cơ hội để đến, để chia sẻ, để tiếp cận cùng mọi người, và có được cái cơ hội để cho Dũng cọ sát và học hỏi thêm cái văn hóa của đất mẹ của Dũng. Đó là những điều gì Dũng mong muốn. Và xin cảm ơn đã được mọi người lắng nghe và chia sẻ ngày hôm nay. Rất là cảm ơn anh chị, và xin được cảm ơn tất cả các quý vị khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và rất mong là sẽ có những cơ hội tiếp theo được giao lưu với chị Thu Phương, anh Dũng Taylor vào một ngày không xa nữa. Và xin được gửi lời chào tạm biệt tới tất cả quý vị khán giả. Thank you.